mời các bạn đến với trận chung kết Kem Cup, giải Kem Cup 2018, trận đấu giữa Hùng Trang, cặp đôi Đẹp Tốn. Đây là trận đấu nội bộ của những cầu thủ thường lực của đội Chile. Thắng nghe. Kem Cup 2018 giữa đôi Hùng Trang gặp đôi Bẹt Tốn. Đây là trận đấu giữa hai đội tuyển, hai đội là những nòng cốt của đội bộ của câu lạc bộ Chí Ninh. Chào anh Linh nhá, chào Hùng Nguyễn. Tỷ số đang là 5-4. Nhưng về đôi Hùng Trang, quả pha biết đó rất tốt của Bẹt, điểm cho đôi Bẹt Tốn 5-5. Quét cầu không qua lưới của Hùng Kèo, điểm cho đôi Bẹt Tốn 6-5. Và đôi Bẹt Tốn và Hùng Trang anh Linh ạ. Tỷ số đang là 6-0 rồi. Hai đội giành được từng điểm một. Một pha biết có tốt của Đẹp. Điểm số 7-6. Một pha quét có tốt nhưng cầu lại ngoài sân. Ok.
điểm cho đội Việt Tôn 8-6. Một pha quét có tốt cùng gạ gỗ điểm cho đôi Hùng Trang 7-8. Một pha đỡ thẳng rất tiếc của Trang. Tốt quá. Cùng thằng cô. Điểm cho đôi Hùng Tôn. Hùng Trang. Và biết cầu rất mạnh của Quang Bẹp. Anh hỗ trợ về mặt kỹ thuật thì ánh sáng chắc thì không đèn đủ có đầy đủ chưa? Đèn thì chưa có. Đấy phải làm đêm đấy. Vâng. Làm đêm đấy ra chứ là đèn nhất là cũng cần bổ sung cái đèn. Ui. Cần bổ sung cái đèn gì để anh chuẩn bị? Vâng. Thì anh cứ chuẩn bị một cái đèn gì? Đèn gọi là đèn flash đấy thì vâng. Phải không? Đèn flash đấy là đèn nếu được như nếu chuyên nghiệp được thì đội như đội của chụp ảnh nhá. Nó gọi là cái gì? Nếu mà chuyên môn thì nó gọi là cái gì? Em đừng vỡ. Đừng vỡ thì nhất là phải ra chụp ảnh. Thế thì để anh hỏi. Chắc là anh hỏi đó. Thanh phê. Anh mượn được. Anh có ông anh đang làm nhiếp ảnh chắc là để anh mượn. Vâng. Đây ngày bao nhiêu anh nhỉ? 2 tuần nữa đấy. Đúng 2 tuần nữa. 22. Như là vào mùng 4 tháng 8 tối mùng 4 tháng 8. Em tối 14/8 tức là tối thứ bảy đi, 8 giờ tối thứ bảy đi, thì là trưa chủ nhật là ở đấy về, chiều chủ nhật ở đấy về, chắc là khoảng từ 4-5 giờ chiều là về đến Hà Nội. Thanh không đến đây. Mặt công viên cũng không đến. Một pha quét cầu rất tốt của Hùng Đặng Gỗ. Một pha viết cầu rất tốt của Quang Bẹp, điểm cho đôi Việt Tôn. Một pha bỏ cầu rất kéo vào
Hùng đang gỗ. Điểm cho đôi Hùng Sang. 12-15, cách biệt vẫn là 3 điểm. Và lợi thế vẫn dành riêng về đôi Vẹt Tún. Một pha chắn cầu khá tốt của Hùng nhưng rất tiếc là cầu ra ngoài. Điểm cho đôi Vẹt Tún. 16-12, cách biệt ở dưới rộng thêm 4 điểm. Điểm số 14-17, cách biệt lại chỉ còn 3 điểm. Một pha vít tổ tốt của Quang Vẹt. Điểm cho đôi Vẹt Tún. 18-14, cách biệt vẫn là 4 điểm và khá an toàn của đôi Vẹt Tún. Chiếc vô địch đến rất gần so với đại đôi tay của đôi Vẹt Tún rồi. Một pha chắn cầu rất tốt của Vẹt. Thêm một điểm cho đôi Vẹt Tún. 19-14. Đôi Vẹt Tún đã giành chức vô địch của Kem Cup, giải Kem Cup 2018. Xin chúc mừng đôi Vẹt Tún giành vị trí quán quân và đôi Hùng Trang giành vị trí á quân của giải. Xin chào cả nhà nhé. Trận đấu đã kết thúc và chung kết chức vô địch đã được về Vẹt Tún. Hết trận rồi, kết thúc rồi. Xin chúc mừng đôi Vẹt Tún và chào cả nhà nhé. Đó, lên luôn. Đó, lên nha.